xuống cho tới cái phần dưới nè của hạ thể của cái chân nè, mình dùng cái eo bằng chân nè mình làm nè, mình làm biến nè, làm này nè, được không? Dùng cái gót mình chà nè, đó. Thì chỗ nào nó đau á, rồi mình chà cho nó 7 lần. Có những người phụ nữ tôi chỉ cho dụ mà đi trị được cái chứng đau bụng kinh hàng tháng á, lấy cái gót này ta chà cho dùng về tam âm dao nè, tức là cách cái gò lồn của mắt cá chân khoảng 4 ngón tay, tùy khổ 10 có khi là 5 nhưng mà trung bình là 4. Từ cái gò lồn này ta đạp tới đạp luôn mà nó đau á, ha, ta vuốt cho nó 7 lần thì cái chứng đau bụng kinh mỗi tháng nó không còn trở ngại nữa. Hoặc không đau bên đây thì cũng đau bên đây, mình biết được ha. Cái thứ hai đó